người. Hôm nay là thứ sáu cũng cuối tuần rồi đó cả nhà. Thì sau khi được đi làm về sớm, Vân và ông xã của Vân mua đồ sắm sửa xong xuôi rồi thì hiện giờ Vân đang ở nhà có thời gian rảnh, cho nên muốn làm cái video này để chia sẻ cùng với tất cả mọi người một cái món quà Giáng sinh sớm mà Vân nhận được từ ông xã của Vân. Thì thật ra Vân cảm thấy rất là bất ngờ luôn đó cả nhà. Bình thường thì ông xã Vân cũng hay ngồi trên máy làm công việc này nọ, rồi cũng thường hay order đồ, những cái gì mà cho ông xã thích và mình thích thì Vân cũng không có để ý lắm. Thì đến hôm thứ hai thì ông xã có nói với Vân đó là ông xã đã order cái món này từ hôm thứ hai rồi. Thì thứ ba đi làm về đó là Vân nhận được luôn, và Vân cảm thấy rất là bất ngờ vì Vân không có ngờ là Vân nhận được sớm như vậy. Thì khi mọi người nhìn cái hộp như vậy á, thì Vân cũng có thể đoán ra được một tí xíu nó là món quà gì. Nhưng mà về kiểu dáng, về chính xác nó là cái gì ở trong á và một sắc như thế nào thì Vân không hề biết. Cho nên Vân làm video này là muốn cùng tất cả mọi người hãy cặp chiếc hộp này ra để xem coi bên trong nó là gì nha cả nhà nha. Thật sự nó giống như là ngoài cái mong đợi của mình luôn. Mọi người thấy không, lúc trước thì nó có một cái dây nữa, nhưng mà vì để cho nó nhanh đó thì Vân đã cắt cái sợi dây đó ra rồi. Thì mọi người nhìn nó còn nguyên luôn. Vân coi thấy cái đường nó mở dễ thì Vân lấy. Vân sẽ cắt bỏ cái này nha cả nhà nha. Mọi người biết không, Vân cũng rất là háo hức mở ra để coi nó là cái gì. Nhưng mà Vân cũng hơi ráng cầm lòng để cuối tuần đó đi làm về sớm thì Vân mở ra luôn để có thời gian tiện chia sẻ với mọi người cùng xem, vì cũng lâu lắm rồi Vân không có lên làm video như vậy để nói chuyện cùng với mọi người cho nó vui. Với lại một phần nữa, cuối tuần rảnh á thì mình ngồi mình nói chuyện nó thoải mái hơn, và có cái gì thì mình làm nó cũng sẽ dễ dàng hơn cho cả nhà. Thật sự là hiện tại bây giờ là Vân rất là mừng luôn, bởi vì thật sự Vân vui quá cả nhà ơi, bởi vì nó là cái món quà mà ngoài cái mong đợi của mình luôn á. Vân không nghĩ là ông xã năm nay sẽ tặng cho Vân cái chiếc điện thoại này, bởi vì thật sự ra đó Vân cũng có ý định đổi điện thoại cũng lâu rồi. Vân cũng đã lướt qua hai đợt rồi, từ cái iPhone 10, 11. Và cho tới bây giờ thì Vân cũng đang lăn tăn, Vân nói thôi chắc cuối năm rồi mình làm cũng cực khổ rồi, thì mình cũng nên thưởng cho mình một cái món quà gì đó coi như là thưởng công cho bản thân của mình đó mọi người. Thì Vân cũng lăn tăn, nhưng mà mọi người biết á, mỗi lần mà Vân nghĩ đến Vân mua một cái món đồ gì mà nó mất tiền á, thì tự nhiên Vân lại nghĩ tới gia đình. Vân nói gia đình mình, thay vì cái số tiền mà mình bỏ ra cái số tiền quá nhiều để mình mua một cái món đồ đắt tiền như vậy á, tự nhiên thì mình nghĩ thôi chắc cái số tiền này có thể mình giúp đỡ cho nào kiểu như là đỡ đần thêm cho ba mẹ hoặc là anh chị em hoặc là những người thân trong gia đình mà đang gặp khó khăn hay như thế nào đó. Thì thế là cứ mỗi lần như vậy thì Vân lại thôi, Vân cứ chần chừ và Vân cũng chưa có gọi là quyết định. Nhưng mà Vân nghĩ là chắc trước sau gì Vân cũng sẽ sắm một cái mới, bởi vì cái iPhone 8 của Vân thì cũng hơn hai Vân xài cũng hơn 2 năm, gần 3 năm rồi. Đó cũng là một cái mà ông xã Vân cũng mua cho Vân khi mà Vân mới qua đây. Nhưng mà Vân không ngờ thì khi mà Vân chưa có mua đó thì ông xã Vân đã tặng cho Vân một cái chiếc iPhone 12. Và màu này là màu, cái hình của nó sao thì cái màu điện thoại nó như vậy luôn nha cả nhà. Trời ơi,
thích quá e ơi. Và bây giờ cũng không có làm mất thời gian thêm của mọi người, mong mọi người thông cảm nha, bởi vì cái cảm giác nó thật sự là rất là thú vị luôn, cho nên làm cho Vân bị đứng hình một tí xíu. Bây giờ Vân chắc mình phải cắt cái này ra. Không biết khóc bằng tiếng gì luôn cả nhà ơi. Wow. Mọi người thông cảm nha, thật sự Vân rất là vui luôn cả nhà ơi. Đây cái điện thoại. Điện thoại này á thì để Vân coi, nó là iPhone 12 nhưng mà nó sẽ có tại vì Vân cũng đã có coi trước á, theo như Vân biết á, trước khi mà Vân lăng tăng lên mạng Vân xem này nọ đó, thì nó có 3 dòng là iPhone 12, 12 Pro và 12 Max. Đó. Thì cái điện thoại này là điện thoại iPhone 12 thường nha cả nhà, cũng không phải là Pro. Bởi vì Vân cũng có xem, nó cũng có 4 năm màu gì đó. Màu này là màu rất là yêu thích của Vân luôn, màu xanh min hoặc là màu xanh turquoise, có thêm một màu xanh dương đậm rất là đẹp nữa, màu đen rồi màu bạc nữa đó cả nhà. Đó. Cho nên thì chắc có thể là ông xã Vân cũng biết được cái ý của Vân, cho nên đã tặng cho Vân được đúng một cái chiếc điện thoại có cái màu cùng sở thích luôn cả nhà. Thì bây giờ mọi người cùng hãy xem ở trong đây nó có cái gì nha cả nhà nha. Đó, đây là còn cái guarantee luôn nè cả nhà. Và đây là quá đẹp luôn cả nhà ơi. Mình để như vậy nha. Nói chung này thì nó có một cái đồ cỡ sim ra như bình thường, như những cái điện thoại khác thôi. Cuối gì là trong cái điện thoại này chỉ có bao gồm một cái sợi dây cáp thôi cả nhà, nó không có được bao gồm nhiều thứ như là tai nghe rồi cái chui cắm như là những cái điện thoại khác. Coi như là nó chỉ có bao gồm đúng cái sợi dây cáp này thôi nè cả nhà nha. Sợi dây cáp sạc thôi mà cũng không có chui cắm luôn. Hèn gì bạn Vân khi mà họ mua cái điện thoại 12 Pro á, thì họ cũng có nói là hơi bực mình, hơi bất tiện một cái là cái dòng iPhone 12 này nó ra đó thì nó không có bao gồm những cái phụ kiện đầy đủ như những dòng iPhone của đời trước, và tất cả mọi thứ còn lại là mình đều phải mua hết. Thì bây giờ Vân mới thấy là trong cái hộp này á thì nó đúng là cũng chỉ có cái sợi dây cáp thôi cả nhà, nó không còn cái gì khác hơn ngoài cái đồ tháo sim, cỡ sim ra thôi. Thì Vân cũng có hỏi ông xã Vân rồi. Thì cái cục cái chui cắm điện này nè, đây là cái chui cắm điện, Vân không biết là mọi người có thấy không, bởi vì nó sáng quá đó cả nhà. Cái chui cắm để mình có thể mình cắm vô cái dây cáp này để mà sạc pin đó. Thì trước hết á, thì cái điện thoại iPhone này có cái giá là 11.890 krona, là tương đương với 1.398 đô nha cả nhà ha. Vân xin nói lại là cái điện thoại iPhone này cái giá mà Vân mua anh Thụy Điển là 11.890 krona, là tương đương với 1.398 đô. Thì nó cũng đi kèm duy nhất có một cái dây cáp này thôi. Thì Vân có hỏi ông xã Vân, còn cái đầu cắm để cắm điện vào để mình sạc pin á thì mình phải mua riêng, và cái power adapter này là cái giá là 225 krona, là tương đương với gần 27 đô.
Còn cái dây Lightning to headphone jack này á, là adapter là để mình có thể mình cắm vào cái tai nghe. Và thật ra cái này thì Vân đã có mua trước từ cái microphone rồi, nhưng mà ông xã Vân không có để ý, không có nhớ, cho nên lại mua thêm một cái này nữa. Thì cái này là giá 99 krona, là tương đương với 11 đô 64. Còn đây là cái micro USB adapter mà ông xã Vân á, thật ra order lộn vì nghĩ đây là cái đầu USB dùng để nối với dây cáp điện thoại đó cả nhà. Và giá của nó là 49 krona, là tương đương với 5 đô mấy, 76 cũng gần như 6 đô. May quá nó cũng không có mắc lắm nên cũng không sao. Wow, vậy là mình phải mua thêm cũng khá là nhiều tiền. Có như là có một cái điều hơi làm cho cái người sử dụng hơi bực mình một tí xíu là cái dòng iPhone 12 này thì nó không có được bao kèm đầy đủ hết những cái phụ kiện đi kèm, ví dụ như là tai nghe nè. Tai nghe là chắc chắn là mình phải, Vương cũng không biết là mình có thể sử dụng lại được cái iPhone 8 hay không. Đó, mọi người thấy cái đuôi của nó, nó cũng là đuôi dẹp nha cả nhà nha. Thì loại này của Vân là iPhone 12 bình thường thôi, không phải là 12 Pro hoặc là 12 Max. Thì trước đó thì Vân cũng có, khi mà chị mở ra đó thì Vân cũng có dùng một tí, và Vân hỏi ông xã Vân thì ông xã Vân nói là cái iPhone 12 và 12 Pro thật ra nó cũng không có khác biệt gì nhiều. Nó chỉ có cái iPhone Pro nếu mà mình mua thì nó sẽ mắc hơn 200 đô lần cả nhà. Và nó có một khác biệt nữa là nó sẽ có 3 cái camera, còn của Vân thì chỉ có 2 cái thôi. Đó, mà cái màu xanh rất là đặc biệt luôn cả nhà ha, là một màu xanh Vân rất là yêu thích từ trước tới giờ luôn á. Còn đây cái guarantee thì chút xíu nữa Vân sẽ mở ra sau. Wow, quá đẹp luôn cả nhà ơi, Vân rất là vui luôn. Thực ra đó thì ông xã Vân đó mà có mua cho Vân bất cứ món quà gì thì Vân đều cũng rất là cảm thấy vui, dù nó là mắc tiền hay là những món quà đơn giản thôi cả nhà. Đó thì Vân nghĩ đơn giản vì đó là sự quan tâm, cái tình cảm, thì cái giá trị của nó đôi khi cũng không có phải là quá quan trọng. Vì khi mà mình đã đi làm được, mình kiếm tiền thì mình vẫn, khi mà mình tiết kiệm, mình vẫn luôn có thể mua được cho mình những món quà mà mình yêu thích. Đó, thì bây giờ Vân sẽ cho mọi người xem lại cái điện thoại cùng với tất cả mọi thứ. Vân không biết hồi nãy khi mà Vân đưa những cái phụ kiện lên đó, thì do cái đèn nó sáng mọi người có thể không thấy rõ hay sao, thì chút xíu nữa Vân sẽ cho mọi người xem lại một lần nữa nha. Thì đây là cái chiếc điện thoại 12 với giá là 1.398 đô, 12 thường thôi nha cả nhà. Đó, ở đây là cái phần mặt kính, thì nó còn mà nó còn cái guarantee thì chút xíu là Vân chờ Vân dán màn hình luôn và chỉnh sửa xong hết tất cả thì Vân xài luôn. Thì màu này là một cái màu xanh min rất là đẹp luôn và lạ từ trước tới giờ trong tất cả các dòng iPhone mà Vân từng thấy. Ngoài ra nó còn có cái màu đỏ và màu xanh dương đậm cũng rất là đẹp luôn á mọi người. Rồi màu đen cổ điển, màu bạc. Đó, thì nó có những cái màu như vậy thôi. Thì Vân thấy cái màu xanh này là một trong những cái màu xanh nó lạ nhất từ trước tới giờ, mà cũng là cái màu Vân yêu thích. 11.890 krona nha cả nhà, tương đương với 1.398 đô. Và trong cái phụ kiện đi kèm thì chỉ có duy nhất một cái sợi dây cáp để sạc điện thoại, mà sợi dây thôi nha cả nhà nha, chứ không hề có cái chu cắm đi kèm. Đây là những món đồ mình cần phải mua thêm. Mình cũng không biết là có thấy không nữa. Đây là cái chui cắm điện để mình sạc pin. Và nếu mà lỡ mà mọi người có thể không thấy thì Vân sẽ để cái hình vào sau cho mọi người xem, mà Vân nghĩ các mọi người cũng biết là Vân đang cầm với cái món đồ gì. Đây là sợi dây cáp để mình có thể mình truyền vào tai nghe. Và cái cuối cùng là cái đầu USB để mình có thể mà mình truyền vào laptop và máy vi tính nha cả nhà nha. Đó,
Thì tất cả những cái món đồ mà nãy Vân vừa đưa lên đó là cái phụ kiện mình cần phải mua thêm. Và còn muốn mua cái gì nữa thì mình phải mua luôn. Bởi vì dòng iPhone 12 này có một cái điều bất tiện mà bản thân Vân cũng thấy hơi không được vui, vì nó chỉ có bao gồm đúng với sợi dây cáp thôi. Như Vân cũng đã lên tìm hiểu Vân coi, Vân ngấp nghé trước đó. Thì Vân cũng chia sẻ trước, nhắc lại cho mọi người, chia sẻ với mọi người lại một lần nữa cùng biết đó, thì cái chui để cắm điện á, để cắm cái sạc pin á, là cái power adapter thì mình mua thêm là cỡ 27 đô. Còn cái chất cắm truyền vào tai nghe hay là một số cái dụng cụ khác mà Vân đã xài trước đó đó, thì cái chất cắm này là 99 krona, tương đương với 11.64 đô, thì cũng gần như là 12 đô. Và cái cuối cùng là cái đầu USB sẽ là 49 krona, tương đương với 5.76, cũng gần như là 6 đô nha cả nhà. Thì tổng cái số tiền cũng lên khá là nhiều luôn đó cả nhà. Để cho mọi người có biết được đó là khi mà mọi người mua thì chắc chắn mọi người cũng sẽ biết rất là rõ thông tin. Nhưng mà vì hiện giờ cũng đang mở ra, cũng muốn tiện chia sẻ tới cho những anh chị em nào mà có đang có ý định mua iPhone, thì mình cũng sẽ biết được cái thông tin luôn nha cả nhà nha. Và Vân cũng thực sự cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian để xem video. Và sắp tới Giáng sinh rồi thì Vân cũng xin chúc cho tất cả mọi người cùng với gia đình của mình có một mùa Giáng sinh thật là an lành và một năm mới tràn đầy hạnh phúc và luôn thật là nhiều sức khỏe nha cả nhà nha. Nhưng mà trước hết thì chúc cho cả nhà có một cuối tuần thật là vui. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã luôn dành thời gian để xem video và cùng xem với những chia sẻ của Vân ở bên cuộc sống Thụy Điển này. Và một lần nữa thì Vân xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và xin phép thì Vân sẽ dừng video tại đây và gặp lại mọi người sau nha.